Xin chào mọi người ạ. Ngày hôm nay thì Phương Anh đang có mặt ở Khoái Châu Hưng Yên. Hôm nay thì cơ sở bên mình đến bàn giao cho gia đình nhà anh Sơn là một bộ tranh tứ quý hàng đục tay thủ công cực kỳ VIP và đẳng cấp. Đây là bộ tranh mà anh Sơn đã đến trực tiếp cơ sở bên mình và đặt riêng theo yêu cầu của anh. Thì hiện nay thì hôm nay đến ngày hôm nay là ngày 1 tháng 10 dương lịch thì cơ sở bên mình là đến bàn giao trực tiếp cho gia đình. Thì đây là bộ tranh mà được cơ sở bên mình vừa treo lắp trên cái không gian phòng khách của gia đình. Thì hãy cùng cơ sở bên mình đi vào tận cảnh cũng như là chi tiết hơn về bộ tranh ngày hôm nay mọi người nhé. Dạ vâng, xuất hiện trên màn hình của mọi người đang là tổng thể 4 tấm tranh Tùng Cúc Trúc Mai. Kích thước của anh đặt là 1m37, rộng 47, ván xẻ là dày 8 phân. Và sản phẩm là được cơ sở bên em là đục thủ công kinh phong hoàn toàn, đục tay hoàn toàn luôn. Đây là một trong những cái mẫu tứ quý có thể nói là VIP và đẳng cấp bậc nhất hiện tại đấy ạ. Dạ vâng, và sau đây cùng cơ sở bên em đi với từng tấm nhé mọi người. Thì như mọi người nhìn thấy là bộ sản phẩm thì đã được anh là đặt là lên khung lắp đèn led và lắp kính. Dạ vâng, đây cũng hãy cùng cơ sở bên em đi vào cận cảnh cũng như là chi tiết về sản phẩm nhé. Đây là cảnh tùng, tấm đầu tiên trong bộ tranh tứ quý. Vâng, Tùng Cúc Trúc Mai đúng không nhỉ? Thì bộ tranh thì treo khá là cao, tuy nhiên thì có cái phần đèn nó hắt lên nhìn nó khá là sáng. Thì khi mà em lướt camera lại gần như này thì mọi người vẫn có thể nhìn rõ hơn ở những cái đường nét chi tiết đục tỉa của cơ sở bên em. Đây là cảnh tùng. Cảnh thứ hai bên này nó sẽ là cảnh cúc. Cảnh cúc thì sẽ tượng trưng cho mùa thu. Dạ vâng, đây mọi người nhìn thấy những cái đường nét đục tỉa cực kỳ là sắc nét nha mọi người. Một trong những cái tác phẩm mà đục tay thủ công cực kỳ đẹp. Cảnh cúc thì sẽ tượng trưng cho mùa thu ạ, sẽ biểu tượng cho trường thọ, cho may mắn nhé mọi người. Ở bên này là cảnh trúc. Vâng, trúc thì sẽ tượng trưng cho mùa hạ, trúc quân tử đúng không nhỉ? Cùng cơ sở bên em nhìn rõ hơn cái tác phẩm nhé. Đó, đây là em đang lướt camera từ từ. Em thì em đang đứng ở dưới thấp. Vâng, thì em sẽ lướt camera từ từ đúng theo kiểu cái góc mà mình ngắm tranh nhé, để mọi người có thể ngắm sản phẩm một cách nó rõ ràng nhất. Và cuối cùng bên này là cảnh mai. Một trong những cảnh mà luôn luôn được đánh giá là đẹp nhất của của bộ tranh tứ quý đó, cảnh mai. Và cực kỳ đẹp nhé mọi người. Đây. Tức là cái bộ sản phẩm này thì thực sự là rất là mong mọi người có thể là nhìn trực tiếp ở bên ngoài thì nhìn nó còn đẹp hơn nữa nhé mọi người. Đây là sản phẩm mà sau khi mà em đã treo lắp thì nhìn qua video nó chỉ phản ánh được một phần nào đấy thôi ạ. Còn khi mà ngắm trực tiếp thì mọi người có thể thấy là nó còn đẹp hơn nữa. Thì thật ra là tham quan cái không gian phòng khách ở đây thì mọi người có thể thấy là anh Sơn là một người rất là đam mê đồ gỗ. Thì mọi người có thể thấy là những cái phòng của anh rất là chật kín đồ luôn, chật kín đồ gỗ luôn. Tức là khi mà đến đây là còn mấy anh em còn đang thảo luận là không biết treo ở đâu, quá nhiều đồ ở đây rồi. Và một cái tác phẩm cực kỳ đẳng cấp, tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay thì mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua hotline là 0837 3.9 3.7. Hoặc quý anh chị có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 và số 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội. Thì em sẽ đọc chậm số điện thoại một lần nữa nhé, bởi vì nhiều bác xem video thì cứ bảo là em đọc hơi nhanh. Dạ vâng, số điện thoại của em là 0837 999 777. Đây là số của em. Thì mọi người có thể là liên hệ giúp em trực tiếp qua hotline thì em có thể tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Vâng, các bác mà có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm ở hàng đục tay thủ công, những cái sản phẩm đẳng cấp thì có thể là liên hệ giúp em để em tư vấn cho mọi người nhé. Vâng, rất là cảm ơn mọi người đã đón xem cái video của cơ sở bên em. Bây giờ là mời mọi người cùng cơ sở bên em là gọi là ngắm lại thêm một lần nữa nhé. Thực sự đây là một cái tác phẩm mà có thể nói là cực kỳ ưng ý ạ. Vâng, em cũng rất là ưng ý. À đây ông. Em chào ông. Vâng. Vâng, ông là bố của anh Sơn ạ. Thì ông ơi, thì sau khi cái sản phẩm mà được treo lắp trên cái không gian phòng khách của gia đình thì ông cho con xin một cái nhận xét về sản phẩm được không ạ? Sản phẩm của bác cũng làm ra nói chung về hình thức và chất lượng. Vâng. Rất thích. Vâng, cảm ơn ông ạ. Dạ vâng. Đó là những cái ý kiến mà rất là thực tế của bác khách dành cho cơ sở bên em. Vâng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem theo dõi cái video của em nhé. Xin cảm ơn ạ.